Kính thưa quý Phật tử, cũng như là thầy Thông Huệ, thầy cũng vừa giới thiệu, thì nhân cái buổi sinh hoạt của quý thầy ở Phan Rang, cho nên là nhân dịp thầy mời về đây thì có dịp để gặp gỡ quý Phật tử tại tỉnh Thất Viên Thông này. Thì quý Phật tử cũng thường biết là quý thầy thì gặp quý Phật tử thăm thì thường thì nhắc nhở đạo lý tu hành để sách tấn thêm, còn nói chuyện mà xã giao ngoài đời thì quá nhiều rồi, cho nên là hôm nay cũng nhân dịp này thì cũng có vài điều để trao đổi thêm để cho quý Phật tử rút nhiều thêm ít nhiều cái kinh nghiệm để sống trong cái đạo lý, để cuộc sống nó có nhiều cái ý nghĩa hơn. Thì quý Phật tử lâu nay nghe pháp cũng nhiều, rồi tu thiền thì cũng có ứng dụng cũng lâu, thì điều mà lâu nay người ta thường hay nghĩ rằng tu thiền hoặc là người học Phật pháp lâu thì phải nói những cái đạo lý mà nó thật là cao không? Thì nó mới hay. Nhưng mà có những cái mà nó gần bên mình, nó sát bên mình, nhiều khi rồi mình lại quên. Vì vậy cho nên hôm nay thì tôi không có nói cái gì mà nó thật là quá cao, cao quá cao, nhiều khi là giống như là cao trên mây vậy, nhưng mà làm không được. Mà muốn nói cái nó gần gũi, tất nhiên là cái nhân quả thôi. Nhưng mà sao? Nhân quả là ứng dụng nhân quả vào trong cuộc sống. Bởi vì các Phật tử những cái học nhân quả cũng nhiều, và nhất là cái người mà học thiền thì có những vị học thiền lâu hoặc là hiểu được cái lý thiền kha khá, rồi có khi phải có cái nghĩ rằng mình hiểu thiền nhiều rồi, thì cái nhân quả đó là cái lý mà nó sơ cơ dạy cho những người mới vào đạo, cho nên đôi khi lại xem thường cái lý nhân quả. Mà xem thường lý nhân quả thì rồi có khi thì sống nó lại làm sao cái người sống có khi nó sống lại theo những cái tập quán cũ, những cái nghiệp cũ lúc nào không hay, rồi cái thì lâu ngày nó sanh ra những cái bệnh rồi thì gọi là cái nhân lành mà nó lại chuốc cái quả khổ, đó. Vì vậy cho nên phải nói cái sát bên mình đó. Mà cái nhân quả là cái lý căn bản, bởi vì thiếu cái căn bản này thì đi lên những cái mức cao lên thì có khi cao quá là té nặng, phải không? Bởi vậy cho nên Ngài Hư Vân trong cái quyển Tham Thiền mà yếu chỉ đó, thì trước khi mà dạy Tham Thiền đó thì Ngài dạy phải tinh sâu hiểu kỹ cái lý nhân quả trước, nắm vững cái lý nhân quả rồi thì mình tu lên nó không có sợ lạc hoặc là lầm. Thì như vậy thì trước tiên là cái điểm thứ nhất là muốn nhắc lại cho quý Phật tử xác định rõ ràng nhân quả nó là một cái chân lý, có phải như vậy hay không? Tức là xác định nhân quả là một chân lý. Thì như quý Phật tử
học nhiều lâu nay rồi á, thì quý Phật tử có biết cái lý nhân quả nó có từ bao giờ không? Có từ bao giờ? Bởi vì thường người ta nói chân lý, một cái chân lý á, thì nó phải đúng mà đứng về thời gian á, thì tất nhiên là ở lúc nào nó cũng phải đúng rồi, phải không? Chứ còn mà nếu mà nó đúng ở lúc này lúc khác không đúng thì chân lý đó chưa hẳn, mà nó chỉ là một cái chân lý mà nó chỉ là góc cạnh thôi, phải không? Còn thực là chân lý thì phải luôn luôn đúng và ở chỗ nào cũng đúng, phải không? Thì như vậy cái nhân quả đó nó có lúc nào. Nhiều khi có vị nghĩ rằng như vậy nhân quả mình học thì từ kinh Phật mà dạy mình biết, phải không? Thì chắc là có từ khi Phật ra đời thì có lý nhân quả, có nhiều vị hiểu như vậy. Nhưng mà nếu hiểu như vậy thì trước Phật không có, phải không? Mà đâu phải vậy, nếu mà trước Phật không có thì nó có là cái chân lý chưa? Đó. Thành ra cái lý nhân quả nó là một cái lý, nghĩa là thật, nghĩa là từ khi có thế gian là có lý nhân quả, không? Có thế gian là có, chứ không phải là Phật ra đời rồi mới có. Đó. Nhưng mà Phật ra đời á, là Ngài thấy rõ là Ngài mới chỉ lại cho tất cả chúng sanh cũng như là chúng ta hiểu để mà ứng dụng, nó không có lầm lẫn, không có đi lạc vào những cái lối xấu đường dữ, chứ không phải là Ngài mới đặt ra, phải không? Thì như vậy nhân quả nó có trước thời Phật được, mà trước thời Phật là trong Ấn Độ đó, tức là Ấn Độ giáo hoặc Bà La Môn đó cũng đã có lý nhân quả rồi. Nhưng mà Đức Phật Ngài ra đời, Ngài thấy lý nhân quả nó là một cái lẽ thật, nhưng mà Ngài thấy nó tinh tế, nó kỹ càng hơn, rõ ràng hơn, nên Ngài vẫn dùng để mà Ngài chỉ lại cho tất cả mọi người biết để mà ứng dụng tu. Thì như vậy chính cái điểm đó nghiên cứu kỹ thì quý Phật tử mới thấy Đức Phật rất là công bằng, phải không? Đã là một chân lý thì dù có trước hay có sau mà nó đúng thì phải mình cũng vẫn dùng, chứ không phải cái của mình mới là chân lý, cái của người khác không phải chân lý, phải không? Thì như vậy ở đây cũng vậy, Đức Phật thấy đó đúng là cái lẽ thật thì Ngài vẫn dùng để mà chỉ dạy cho mọi người. Đó là, thì như vậy từ trước Phật có tới bây giờ cũng vậy, mình hiện tại đây thì quý Phật tử xét kỹ lại thì nó còn có đúng nữa hay không? Vẫn luôn luôn là đúng, và nó đúng trong, nghĩa là mọi chỗ mọi thời nữa, nghĩa là nếu mà xét cho về cái không gian á, không, thì từ bên ngoài sự vật cho đến bên trong là thân thể của mình, có cái gì mà nằm ngoài cái lý nhân quả không? Không có gì hết đâu. Bên ngoài sự vật cũng vậy, cây cam cây quýt có ra cũng từ cái nhân hạt giống, không? Con trùng con dế cũng vậy, nó có ra cũng từ cái nhân con mẹ sinh ra, không? Ngay như là cái quả đất á, cái quả đất là cái mà to lớn mình sống trên đó, nhiều khi là mình cũng thấy nó, mình có ra nó có sẵn rồi, tưởng đâu nó có sẵn từ đời nào rồi, tự nhiên nó có như vậy. Nhưng mà xét kỹ thì nó có phải vậy không? Nó cũng từ những cái hạt bụi nhỏ từ ban đầu nó kết tụ lại, chứ không phải là bỗng nhiên nó có ra, không? Đó là nói về sự vật. Nhưng mà nói về con người mới là cái chính, tức là chủ yếu là nhắm vào con người. Bởi vì sao? Bởi vì con người là cái trọng tâm của cuộc sống, không? Thì xét kỹ con người thì từ thân cho tới tâm mà có cái gì ra ngoài nhân quả đâu, quý Phật tử xét kỹ là phải không? Nghĩa là thân mình có phải không bỗng dưng nó có ra, cũng từ cha mẹ, từ thai mẹ sinh ra, rồi tâm
cũng vậy. Đứng về tâm á, thì những cái hiểu biết, những cái kiến thức của mình thì nó cũng đâu phải không mà nó có, cũng phải do quân tập, do học hỏi. Mà cái về con người nó đầy đủ những cái mà gọi là khổ, vui, được, mất, mọi cái. Nhiều khi quý Phật tử thấy có những trường hợp giống như là nó ngẫu nhiên, nhưng mà có cái gì ngẫu nhiên không? Không có gì ngẫu nhiên hết, phải không? Nghĩa là những cái buồn vui hay được mất gì đó đều có nhân hết. Tức là mình khổ, mình vui đều là những do cái nhân lành hoặc là nhân dữ, hoặc là ngay đời này hoặc là ở những đời trước mà nó có ra. Cho nên cái thô á, thì mình có thể thấy dễ dàng, nhưng mà cái tế phải nghiêm kỹ xét sâu thì mới có thể thấy, thấy không? Mỗi người nghĩa là cùng là con người, mà tại sao lại có người giàu, người nghèo, người sang, người hèn, người ngu, người trí? Cũng là con người như nhau, ngay cả như là cùng một cha mẹ sinh ra nhưng mà cũng không giống nhau. Cũng có đứa tốt, đứa xấu, đứa khôn, cũng có đứa ngu. Thì như vậy xét cho kỹ ra, ở trên thế gian này hàng triệu triệu người thì xem có gương mặt ai giống ai không? Cả hàng triệu, hàng trăm, hàng tỷ, nhưng mà rồi không có gương mặt ai giống ai hết. Thì vậy là cái gì lý giải cái đó? Nếu không phải là cái nhân quả, phải không? Bởi vì sao? Bởi vì mọi người nó có những cái nhân mà mình đã tạo được trước, nó tạo thành những cái tâm tư, những cái suy nghĩ của mình. Nó riêng, mỗi người có một cái suy nghĩ, một cái tâm tư riêng thì nó hiện ra cái vẻ mặt thì nó phải riêng thôi. Ngay như là hai người ngồi kế bên nhau, sát bên nhau đó, thấy không? Nhưng mà mỗi người thì sao? Đang có một cảnh giới riêng ở trong đầu. Dù ngồi sát bên nhau đó, chứ còn nó cũng không giống nhau nữa. Thì như vậy làm sao mà lại gương mặt nó giống được, phải không? Đó, ngồi sát với nhau mà mỗi người lại có cảnh giới riêng rồi, có cái suy nghĩ riêng, có tâm tư riêng, thì tất nhiên là cái hiện ra bên ngoài nó phải khác. Thì như vậy nó từ đâu mà có? Là từ nhân quả. Xét như vậy thì để quý Phật tử thấy cái nhân quả là một cái lẽ thật, không? Chứ còn không phải là ai đặt ra. Hoặc là Đức Phật ngài, nghĩa là ngài đặt ra cái bắt mình phải theo vậy, mà phải đó là cái lý thật tự nhiên nó vậy. Thì khi mà xét kỹ thấy rõ như vậy rồi thì sao đây? Tức là cái thứ hai là phải nhắc đến cái xác định cái niềm tin, không? Niềm tin chân thật, mình đã xét kỹ thấy rõ nó là lẽ thật rồi thì xác định cái niềm tin chân thật của mình, không? Bởi vì cái này không phải là mình ai bắt buộc mình, nhưng mà đã từ mình có cái suy luận, có cái xét kỹ đàng hoàng rồi thấy rõ nó đúng lẽ thật rồi thì cái niềm tin của mình nó là cái niềm tin từ nơi trí tuệ, không? Thì như vậy tin từ trí tuệ thì cái niềm tin nó vững, không? Nhưng mà quý Phật tử lâu nay học kỹ rồi đó thì có dám xác định mình tin thật không? Xác định cái niềm tin nhân quả của mình dám xác định không? Tin mà không có lai chuyển coi vậy mà khó trả lời, phải không? Nếu mà thấy nó đúng là thật rồi thì sao? Thì xác định niềm tin của mình, không? Nhưng mà nếu mà tin như vậy rồi thì những cái
vì có nhân có quả rõ ràng thì mình muốn biết chữ thì phải học, phải không? Chứ không phải là ngồi đó rồi cầu nguyện Phật ban cho mình biết chữ, hoặc là học chữ bùa nào đó cái niệm để cái khỏi học biết chữ, sướng quá, phải không? Hoặc là sao, muốn được phước, được phước lành thì phải tu cái nhân lành. Còn bây giờ tin chắc rồi á, thì giả sử bây giờ nghe ở cái vùng núi Thất Sơn có Bồ Tát Quán Thế Âm mà hiện ra, ngài linh lắm, nghĩa là muốn gì được, cầu gì được nấy, cầu thành đạo cũng được nữa, nghĩa là cầu đắc đạo ngài cũng cho đắc đạo nữa. Thì giờ quý Phật tử coi xách gối chạy dưới không? Không hả? Tốt lắm, không không ở đó là cũng được cái hay rồi đó. Nhưng mà rồi thêm cái nữa, bây giờ giả sử ở trong gia đình nó thường hay lộn xộn, vợ chồng cứ cãi nhau hoài, thì có đổ thừa cho cái bếp cái cửa không? Thường thì người ta hay có cái đổ thừa như vậy, phải không? Vợ chồng cãi vã nhau nhưng mà đâu có dám lãnh cái trách nhiệm về mình đổ cho cái cửa hoặc là cái bếp. Nhưng mà quý Phật tử nghĩ coi, bởi vì cái cửa cái bếp á nó là cái vật vô tri, không? Cho nên nó không có biết cãi, nó đổ nhưng mà nó đâu có nói gì thì trả lời gì được. Chứ nếu mà nó trả lời được thì quý Phật tử nghĩ nó sẽ trả lời làm sao? Nó sẽ kêu oan, kêu oan, oan tôi quá, hai ông bà cãi nhau rồi cái đổ lên tôi, tội nghiệp tôi vô cùng, phải không? Bởi vì mình không có làm chủ được mình, không có giữ được cái lòng mình thì nó cãi, cãi rồi đổ qua cái cửa, không? Hoặc là cái bếp. Nhưng mà những cái này á thì nó lại là cái vật vô tri, cho nên là mình dễ đổ qua, đổ cách mấy gì nữa thì nó cũng đâu có há miệng nó trả lời gì đâu. Thì như vậy dễ, cái này dễ không có như vậy không? Thì tin chắc nhân quả thì nó vững, thì vượt qua được cái này thì kể ra là quý Phật tử tiến rất là xa. Hoặc là mình có khi thì đem nải chuối hoặc là bình bông đến mà gọi là lễ Phật rồi cái cầu, phải không? Cầu nhiều thứ, một bình bông nải chuối nhưng mà cầu đủ thứ cầu kia là quá sức nữa. Nhưng mà cầu như vậy mà nó không được thì sao? Mình nó Phật không linh, thì thành ra nghĩa là sao? Thành ra nó hơi thối chuyển, không? Thì như vậy là cái niềm tin nó chưa vững rồi, phải không? Còn tin mà cho vững á thì phải tin sao? Giống cũng như là ngài Đại Mai vậy đó. Quý Phật tử đọc sử thiền có đọc thì hiểu rõ câu chuyện, nghĩa là ngài Đại Mai đó, ngài đến ngài tham vấn với ngài Mã Tổ đó, thì hỏi nghĩa là thế nào là Phật, thì ngài Mã Tổ ngài chỉ đáp là tức tâm tức Phật, thì ngài tin chắc ngài về núi ngài ở ngài tu mấy mươi năm như vậy. Thì một hôm thì Mã Tổ nghĩa là sai một vị tăng đến để mà thử, hỏi thử coi, nghĩa là ông đến Mã Tổ gặp ngài, ngài dạy cái gì mà về đây. Thì nếu ông đáp nghĩa là sao đó thì ông về ông thực lại cho ta nghe. Thì ông tăng này ông đến ông cũng hỏi vậy, chứ ngài mà khi ngài đến ngài gặp Mã Tổ dạy cái gì rồi ngài về đây mà ngài ở tu tới mấy mươi năm như vậy ở đây vậy,
Thì Ngài nói ta đến gặp Mã Tổ dạy nghe tức tâm tức Phật, từ đó ta tin nhận rõ ràng về đây tu tới nay. Thì ông Tăng ông nói à, bây giờ thì Mã Tổ không có nói như vậy nữa rồi, Ngài nói là phi tâm phi Phật đó. Thì quý Phật tử nếu mà gặp ở trong trường hợp đó thì sao? À, chắc là phải à, thôi để ta về ta hỏi lại Ngài cho, mà Ngài trước nói vậy bây giờ nói vậy nói lộn xộn nghe. Phải không? À, nhưng mà Ngài đã mai Ngài cái ông già nghĩa là làm loạn thiên hạ, không có ngày nào thôi cứ mặc ông phi tâm phi Phật, ta thì cứ tức tâm tức Phật vậy thôi. À, thì ông Tăng về thuật lại Ngài Mã Tổ, Mã Tổ mới gật đầu à, giờ là trái mai đã chín à, tất nhiên là Ngài chấp nhận à, thì quý Phật tử dám tin như vậy không? Bởi vì mình cái niềm tin của mình đã có cái trí tuệ, mình suy xét nó rõ ràng đúng là chân lý rồi, mà đúng là chân lý thì mình tin thì ai nói gì nói. Nhiều khi thì những cái ngôn ngữ nói ra của ông thầy thì tùy theo cái trình độ, tùy theo cái căn cơ thì các ngài phương tiện để mà diễn đạt, mình đã nhận định rõ ràng đúng đắn thì mình đúng đường mình đi, còn không thì nó lai chuyển. Thì bữa nay nghe người này nói hay thì tin theo, rồi mai nghe người khác nói hay hay cái này cũng tin theo nữa, rồi mốt nghe người khác tin theo hay hay cũng tin theo nữa, thì vậy là chạy hoài biết tin ai đấy. Thì vậy là tôi nó nghĩa là trao đảo. Thì như vậy thì thấy rằng mình hiểu đúng rồi, cái xác định cái niềm tin nó vững thì đường tu của mình nghĩa là không sợ lạc, tin nhân quả vững vàng là không có sợ lạc, không có sợ lầm. Thì đó là hai điểm xác định rõ ràng rồi. Thì bây giờ ứng dụng điểm thứ ba là muốn nhắc cho quý Phật tử thấy, nghĩa là xét quả mà ngừa cái nhân để mà vươn lên, xét cái quả mà mình ngừa cái nhân để mà mình vươn lên. Biết rõ mọi cái khổ vui rồi đó là cái quả hiện tại có đây, nó không phải là tự nhiên nó có, mà nó có nhân. Nhân là những cái nghiệp mình đã tạo không từ đời trước cho nên nó mới có bây giờ. Thành ra gặp cái biết cái khổ đó thì từ cái nghiệp nhân xấu mà nó có ra, thì bây giờ sao? Thì muốn không có khổ đó, thì mình phải tránh cái nhân, không tạo những cái nhân xấu. Muốn đừng có khổ, muốn người ta đừng có chửi mình thì mình phải đừng có chửi người ta. Còn người chửi người ta rồi á thì cái đi nghĩa là cầu Phật, nghĩa là đừng cho ta đừng chửi lại mình, thì vậy là quá trái rồi, ăn gian nữa. Phải không? Thành ra cái biết là cái mọi cái quả khổ là mình từ mình cái nhân mình tạo ra chứ không ai, thì vậy thì muốn không có khổ thì mình phải ngừa trước những cái nhân xấu, nhân dữ thì cái quả đâu có đến. Vì vậy mà trong kinh thường dạy đó, Bồ Tát thì sợ nhân không, nhưng mà chúng sanh thì ngược lại sợ quả. Nghĩa là cái nhân cứ tạo mặc tình rồi tới cái quả đến đó, thì rồi cái thì than van rồi quán trách, có khi là trách trời trách Phật ngày sau mà nghĩa là bắt tôi khổ quá như vậy không, phải không? Nhưng mà Phật đâu có bắt mình khổ, nhưng mà chính mình tạo thôi, mình tạo rồi á, rồi nó đến rồi, nghĩa là cái nhân lúc mà làm cái nhân á, thì làm mặc tình, nhiều khi làm thoải mái nữa, nhưng mà cái quả tới thì lại than trách, thì cái đó là không được, phải không? Hiểu rõ thì phải mọi cái việc làm của mình thì mình phải biết rõ cái này là cái nhân này thì nó sẽ đưa đến cái quả nào đó. Thì thấy rõ như vậy rồi thì nếu cái thấy rõ cái nhân này đưa đến quả không tốt thì thôi ngừng, thì đâu có cái quả xấu đến cho mình. Thực tế như vậy, thấy không? Cái thứ hai nữa, nếu mà mình gặp cái quả khổ rồi cứ than van rồi quán trách trời trách Phật trách đất, thì như vậy cái khổ nó không hết mà trái lại còn tạo cái nhân khổ thêm nữa, tạo cái nhân khổ mới nữa, thấy không? Cái nhân xấu mới nữa thì khổ chồng thêm khổ nữa, đâu có hết. Vậy cho nên
Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài dạy trong cái phần gọi là báo quán hạnh. Báo quán hạnh tất nhiên là cái hạnh mà báo quán là cái hạnh mà trả quán đó. Là sao? Là ngài dạy rằng người tu hành á thì khi gặp cái quả khổ thì phải tự nghĩ là ta từ xưa đến nay ở trong vô số kiếp bỏ gốc theo ngọn cho nên trôi lăn trong các cõi, thấy không? À, thì mà phần nhiều á thì lại sanh cái lòng quán ghét căm hờn vô hạn, bây giờ trong khổ cho nên là quán ghét vô hạn. Nhưng mà hôm nay tuy rằng mình không có phạm những cái tội lỗi đó, thấy không? À, nhưng mà thải đều là do cái quả ương từ đời trước đã gây nên, thì cái nghiệp ác đã chín tới thì không phải trời cũng không phải người mà hay thấy được biết được. À, như vậy thì phải cam nhận chịu, trọn không có quán trách. À, nghĩa là mình hôm nay á gặp những cái cảnh khổ thì phải xét kỹ cái này á. Có nhiều người á nghĩ rằng mình nhỏ lớn mình cũng ăn hiền ở lành, cũng đâu có làm dữ gì nhiều mà sao gặp cảnh khổ cảnh nghịch hoài, thấy không? Khi buồn chán, khi có khi nghi ngờ nữa, nghi ngờ như vậy thì Phật nói nhân quả nó không trúng thì sao, thấy không? Thì đây Phật dạy trong cái cảnh đó phải xét kỹ. Bây giờ cái đời này á thì mình không có tạo những cái nghiệp xấu dữ đó, nhưng mà xét kỹ thì những cái đời trước, biết bao nhiêu đời về trước thì mình tạo những cái nghiệp đó, thì bây giờ á khi mà nó chín tới rồi á thì cái đời này mình làm lành, nhưng mà những cái nghiệp mà xấu từ đời trước khi nó còn đó, cho nên nó đến thì mình nghĩa là biết rõ như vậy thì cam tâm nhận chịu, can đảm để mà nhận chịu, bởi vì cái này không phải là ai đem đến cho mình, thấy không? Thì vậy chính mình làm thì chính mình chịu thì nó hợp lý, công bằng, đâu phải ai, thấy không? Còn mình thì cứ nghĩ rằng ai đó đem đến bắt mình phải chịu đó thì mình thấy khổ, khổ vô cùng, thấy không? Giống như là bất công. À, mình không có tạo mà ai để đem đến, nhưng mà xét kỹ này thì không ai đem đến hết mà chính từ mình mà có ra. Vậy nên can đảm nhận, can đảm nhận thì để sao, để mình muốn hết cái đó thì bây giờ lo vun bồi tạo những cái nhân mới nó tốt lành thì nó chuyển những cái đó, cái khổ cũ hết thì cái nhân lành nó đến thì mình lại được hưởng cái quả tốt. À, thì như vậy là tạo cho mình một sức mạnh để mình vươn lên. À, chứ không có than van trách. À, cho nên hồi xưa khi mà ngài Huyền Trang, ngài Huyền Trang, ngài tức là Tam Tạng Thỉnh Kinh đó, đây là chuyện thực tế chứ không phải là Tây Du Ký nha. Ngài đi Thỉnh Kinh, ngài đi qua bên Ấn Độ, khi mà ngài tới chỗ trường Na Lan Đà đó thì gặp ngài Giới Hiền. Giới Hiền là ngài Giới Hiền Luật Sư đó, lúc đó là một vị là thông nghĩa là Tam Tạng đó. Thì ngài Giới Hiền ngài dạy trong chúng đó, sắp nghĩa là tòa rộng rồi đó, mời ngài Huyền Trang rồi cùng đại chúng an tòa xong thì ngài mới hỏi vậy chứ ngài từ đâu mà đến, bởi vì ngài là cái người Trung Quốc và qua Trung Ấn Độ thì trong cái thời đó là coi như là một chuyện rất là hy hữu đó. Thì ngài thấy lạ cho nên ngài mới hỏi vậy chứ ngài từ đâu đến. Thì ngài Huyền Trang ngài mới thưa là con là từ nước Trung Quốc mà đến đây để nghe là mong là học thầy về cái luận du và sư địa. À, thì khi nghe như vậy thì ngài Giới Hiền ngài rơi nước mắt. Rơi nước mắt thì ngài mới bảo ngài Giác Hiền, Giác Hiền tức là ngài đệ tử đó, học trò đó, nghĩa là ông hãy vì đại chúng ở đây mà ông thực lại cái việc mà bệnh khổ mà cách đây 3 năm trước của ta. Thì khi nói như vậy thì ngài Giác Hiền ngài cũng nghĩa là vừa nghĩa là rớt nước mắt mà vừa gạt nước mắt, ngài mới vừa ngài thuật lại nghĩa là trước đây hơn 3 năm thì thầy á, thầy tức là ngài Giới Hiền đó, ngài có cái bệnh, bị cái bệnh phong thấp, phong thấp mà phong thấp nó rất nặng,
mỗi lần nó thường thường nó cứ phát bệnh, mà mỗi lần nó phát bệnh thì nó đau nhức, giống như là lửa đốt, giống như là dao đâm vậy đó, như là trăm ngàn con dao đâm vậy đó, mà hơn 20 năm như vậy. Đó. Thì tới gần 3 năm sau đó, 3 năm sau tới ngày trước trước khi Ngài Quyền Trang đến đó, thì Ngài chịu hết nổi rồi. Thì có lúc đó Ngài chán quá, Ngài định nhịn ăn cái chết cho rồi, chịu quá, hết nổi. Thì đêm đó thì Ngài nằm mộng, Ngài mới thấy có ba vị trời, nghĩa là thân tướng tốt đẹp, sáng rỡ, vị thì màu vàng chói, còn vị thì màu lưu ly, vị thì màu bạc. Đó. Đến mới hỏi, vậy chứ ông định nghĩa là quỷ thần này ấy, sao đó? Thì Ngài nói phải. Thì cái vị ấy mới nói, nghĩa là trong kinh á, thì Phật có nói nghĩa là thân này là khổ, nhưng mà không có nói là phải chán bỏ thân, không? Ông á, là trước đây á, tức là đời trước đây á, ông là làm cái vị quốc vương, tức là vua đó, cho nên rồi ông giết hại chúng sanh nhiều lắm, tức là đi chinh phạt nước này nước kia đó, giết hại chúng sanh nhiều lắm, mà cho nên là hôm nay á, nghĩa là nhờ cái nhân duyên là tu hành này công đức nhiều đó, cho nên đáng lẽ là ông phải đọa đó, nhưng mà nó chuyển cái nghiệp nhẹ như vậy đó, cho nên là ông hãy ráng giữ nghĩa là luôn luôn để giảng dạy kinh luận cho mọi người, những người chưa biết đó, để họ được biết, và sau này sẽ có vị tăng ở từ Trung Quốc đến học với ông, thì ông cố gắng để mà truyền đạt thì bệnh nó sẽ hết chứ không có gì. Rồi trong mấy vị đó đó thì cái vị mà cái màu mà sắc vàng chói đó mới chỉ cái vị màu lưu ly đó, hỏi ông có biết cái vị này là ai không, thì cái vị ấy mới nói đây là Bồ Tát Quán Tự Tại. Rồi chỉ cái vị mà màu sắc màu bạc á, thì nói đây là Bồ Tát Từ Thị, thì tức nghe Bồ Tát Di Lặc. Thì Ngài giới hiền, Ngài nghe Ngài nói tới Bồ Tát Di Lặc thì Ngài liền thưa, nghĩa là giới hiền từ lâu nay cũng là tu hành nguyện về cõi trời Đâu Xuất á, không biết như vậy thì có được không. Thì Ngài Bồ Tát Từ Thị, Ngài mới nói ông cố gắng giảng dạy kinh luận rõ ràng, tu hành kỹ thì sẽ được. Sau đó thì cái vị mà sắc màu vàng chói đó mới nói là chính ta là Bồ Tát Mạng Thù Thất Lợi, tức là Bồ Tát Văn Thù đó. Chúng ta thấy nghĩa là ông là sắp nghĩa là muốn chán thân, cho nên đến nhắc nhở. Thì khi mà nghe như vậy đó thì Ngài giới hiền, Ngài rõ được cái nghiệp trước của mình rồi, cho nên từ đây nghe là Ngài cố gắng và Ngài cũng bớt, nghe là không còn chán nữa, nhưng mà sau đó thì từ từ Ngài bệnh nó khỏi. Thì quý Phật tử thấy sao, hiểu rõ được không? Cái nhân cái quả thì chính là từ mình gây ra chứ không ai đem đến cho mình, rõ ràng như vậy thì nó tạo cho mình một cái sức mạnh để mà vươn lên nữa, thấy không? Bởi vì những cái này khi mình chưa hiểu thì tưởng đâu là những cái này từ đâu mà nó đến, bây giờ rõ thì là của mình làm rồi. Thì bây giờ nó trả đến thì can đảm nhận chịu, cũng giống như là cái người có nợ, có nợ thì trả được nợ thì khỏe, phải không? Mắc nợ trả nợ thì khỏe chứ có gì, còn mắc nợ và trốn nợ thì sao, thì đâu có khỏe, người ta đòi hoài nữa. Thì cho nên hiểu kỹ như vậy đó thì đâu có quán, đâu có trách ai. Còn quán trách thì nhiều khi quán nó lại kết thêm quán nữa, không? Dù quán này nó kết thêm quán kia, đôi khi nó kéo dài. Mà cái này ở trong kinh Phật có kể câu chuyện mà nghe nó rất là gọi là ghê luôn, tức nghe câu chuyện mà
thiếu phụ với cái nữ dạ xoa. Tất nhiên là một hôm mà Phật đang thuyết pháp ở cái tinh xá Kỳ Hoàng đó, thì có một cái cô thiếu phụ cô chạy ngay là hớt hải vào, rồi cái đang ẵm đứa con nhỏ đó để đặt dưới chân Phật rồi xin Phật cầu cứu. Hỏi ra thì bên ngoài á là có một cái con dạ xoa nữ cũng đang đuổi vào, nhưng mà đuổi vào thì tới cổng thì bị chư thiên ngăn lại không cho. Thì Phật mới kêu vào, Phật mới giải thích chỉ ra cái gọi là cái tiền kiếp cho thấy rõ. Thì cái chuyện đó là kể rằng nghĩa là trước Phật ra đời đó thì có gia đình đó, thì cái anh chàng trai bị mồ côi cha ở lại nuôi mẹ, rất là có hiếu, cũng lớn rồi nhưng mà lại chưa có lập gia đình. Thì bà mẹ mới thấy vậy cũng tội nghiệp, cho nên là cũng khuyên rồi cố rồi lập gia đình, tức là cưới cho chàng người vợ để rồi cũng giúp đỡ thêm. Nhưng mà rồi bà vợ này á thì lại hiếm con, cho nên là lâu mà không sinh con thì bà mẹ lại nôn nóng, cho nên bà mới bàn lén với đứa con trai thôi nghĩa là cưới thêm người vợ lẽ nữa để sinh con mà nói dối. Thì cái cô vợ lớn này cô nghe sao nghe lén được, thì cô nghĩ rằng như vậy nếu mà để cái bà mẹ mà đi cưới vậy thì nó không hay, chỉ bằng mình đi cưới cho chồng thì nó được tiếng tốt hơn. Cho nên rồi cái cô vợ lớn này cái mới đi cưới, tìm một cô gái trong xóm đó cưới cho chồng. Nhưng mà khi cưới về cho chồng rồi thì cô này lại nghĩ nếu mà để ngày mai này cô này sanh con trai ra thì mình lại mất quyền làm chủ, bà chủ trong nhà, thì cái người thì cô gái sau này sẽ được quý trọng hơn. Cho nên cô mới dặn cái cô vợ sau này đó, nghĩa là khi nào mà em có thai thì báo cho chị biết. Thì cô này rồi thì hàng ngày cô cũng tỏ vẻ lo lắng chăm sóc cho cô này. Thì khi cô vợ sau này khi mà có thai thì cô cũng thật thà cô báo thì cô này cô biết, thì cô cũng tỏ vẻ bên ngoài giống như là cũng chăm sóc ăn cần vậy, nhưng mà thừa cơ hội thì cô để cái thuốc ngừa thai cho ăn thì là hư cái thai. Lần thứ nhất, lần thứ hai cũng vậy. Thì qua hai lần như vậy thì những chị em mà hàng xóm đó thấy vậy họ hơi nghi rồi, họ mới hỏi cái cô vợ sau đó. Thì cô này cũng thật thà kể lại như vậy, thì mấy chị em hàng xóm đó nói, thôi rồi như vậy là cái bà đó là bà hại chị rồi đó. Thì cô này mới bật ngửa, mới cũng xin biết rồi, nghi rồi. Cho nên đến lần thứ ba thì cô không có cho hay nữa. Nhưng mà cô vợ lớn này thì thấy sao mà cô này mỗi ngày cái bụng lớn lớn dần lên thì cô nghi, cô mới hạch hỏi thì cô này mới tức. Cô nói là hai lần trước ấy chị đã hại tôi rồi, không thì bây giờ còn bảo tôi cho hai gì nữa. Thì cô vợ lớn cũng nghe vậy thì nhưng mà cô không chịu thua. Cô cũng tìm cách để mà cô cũng phá lần nữa, nhưng mà bây giờ thì cái thai nó già rồi, cho nên khi mà bị phá hư như vậy thì cả hai mẹ con đều bị chết. Nhưng mà trước khi chết á thì cái cô này cổ tức, cô giận, cho nên cô kết quán, cô nguyện là đời sau sẽ sanh làm hoặc là dạ xoa để mà có ăn thịt con hoặc là mẹ của mày cho nghĩa là hả giận. Thì như vậy qua thì khi mà cô này chết á thì lại sanh nhằm gọi là con mèo cái. Thì còn cái cô vợ lớn á thì sau đó thì cái người chồng nghe vậy biết, không biết thì mới đánh đập vỡ trách, thì sau đó cô bệnh cũng chết thì sanh làm con gà mái. Thì con gà mái thì nó đẻ ra cái lứa nào thì con mèo cái nó ăn hết trơn, tới cái lứa thứ ba thì nó ăn luôn cả mẹ con luôn. Thì sau đó thì sao? Sau đó thì con gà mái mới sanh trở lại làm con beo cái đó. Rồi con mèo cái nó chết đó, mới sanh làm con nai cái. Thì con nai nó sanh đứa con nào á thì con beo cái nó cũng lên nó ăn đến lần thứ ba nó cũng ăn luôn mẹ luôn. Cho đến nhiều kiếp vậy, đến cái
cái kiếp cuối cùng tới ngày thời gặp Phật á, thì một bên á là sanh làm nữ già so, gọi là hắc già so, tức là bà chằn đen đó, gọi là bà chằn đen. Còn một vị á, thì đã sanh làm một cái cô gái con của vị trưởng giả. Khi mà lớn lên thì được gả chồng rồi á, thì sanh đứa con đầu lòng. Khi sanh ra rồi á, thì cái cô dạ cho anh nữ này đó, cổ mới tìm đến nhà, rồi cổ giả quá ra cái người như là chị em thân thích của cô này, cho anh đến hỏi thăm người nhà, rồi xin vào để mà thăm. Khi mà vào thăm á, thì cô cũng giả vờ ẵm đứa bé lên, nhưng mà ẵm lên rồi thì ăn thịt luôn. Rồi lần thứ hai cũng vậy, thì cái cô kia ăn thịt vậy, thì khi mà ăn thịt thì hiện ra thì cô này biết rồi, cho nên rồi lần thứ hai như vậy. Qua lần thứ ba thì cái con dạ so cái này thì bị cái việc là bị ông Tỳ Sa Môn Thiên Vương, tức là Tỳ Sa Môn Thiên Vương là coi về trong các cái loài dạ so đó, bắt đi làm việc một thời gian dài, cho nên rồi trong thời khi đó thì cô này cổ lại sanh ra, cho nên không có kịp, không kịp hại. Khi mà xong việc rồi thì cái nữ dạ so này về thì liền lật đật chạy tìm tới nhà đó hỏi thăm, thì những người đó mới cho hay là cái cô này sanh con hai lần bị dạ so ăn hết, cho nên lần này đã lánh đi chỗ khác rồi. Thì con dạ so này nó quá tức giận, mới chạy vụt về trong thành Xá Vệ để mà tìm. Thì trong khi đó thì cái ngày này là cái ngày đặt tên của đứa bé, cho nên rồi hai vợ chồng thấy như đứa bé lớn là chắc là khỏi rồi, cho nên bây giờ thôi bàn đi dẫn về chỗ cũ. Dẫn người thì đi ngang qua chỗ tỉnh xá của Phật đó, thì có phía trước là có hồ nước, cho nên rồi trời cũng nóng nực, cho nên là cô mới đưa đứa bé cho người chồng ẩm, rồi cô xuống cô tắm. Tắm xong rồi lên cô ẩm thai để cho người chồng xuống tắm. Thì trong khi người chồng xuống tắm vậy thì cô lại thấy dạ so lù lù nó chạy kia chạy tới. Lúc này hoảng quá rồi, biết là kêu ông chồng cũng không kịp, cho nên là cái chạy tuốt ẩm đứa bé, chạy tuốt vô trong tỉnh xá luôn. Thì lúc đó là Phật đang thuyết pháp, cho nên cô mới đặt đứa bé xuống chân Phật. Rồi cô xin Phật cầu cứu. Thì trong khi đó thì dạ so ngoài này nó chạy tới, thì đuổi vào, thì tới cổng thì bị chư thiên họ ngăn lại, đâu có cho vào được. Mới kêu Ngạ Năng kêu ra kêu vào. Thì ra kêu vào đó thì Phật mới sao, mới giải thích chỉ ra cái tiền kiếp đó. Phật mới giải như vậy, nếu mà các ngươi mà không gặp được Như Lai á, thì cái nợ này nó không biết đời nào mà nó chết, cho đến hết cả một cái quả, cái kiếp mà của cái quả địa cầu này cho nó hết đi nữa, nhưng mà cái quan trái này không biết bao giờ nó mới hết. Cho nên rồi ngài mới nói một bài, rồi ngài nói một bài kệ, không nói bài kệ: đời này hận rửa hận, muôn thở chẳng sạch thù, từ bi rửa sạch hận là định lực ngàn thu. Mình đem hận rửa hận thì nó kết hoài, nó không bao giờ sạch hết, mà chính cái từ bi đó thì nó mới rửa sạch hận. Thì như vậy qua câu chuyện đó thì quý Phật tử nghiệm lại mới thấy sao. Thành ra mình hiểu rõ cái nhân quả, thì nghĩa là những cái khổ, những cái quán mình gặp đó thì nó không, nó là từ những cái nhân mà mình đã tạo, cho nên muốn bây giờ tránh để mà chuyển được đó, thì tất nhiên là phải tạo cái nhân lành và cởi bỏ, cho nên đem cái gọi là cái từ bi thì mình rửa sạch, chứ còn đem cái hận đó rồi quán rồi thù thì nó kết thêm chứ đâu có hết khổ. Đời này kết thêm được khác, có khi nó còn nặng thêm nữa. Vì vậy cho nên là hiểu rõ thì phải xét biết cái quả thì ngừa cái nhân trước. Đó là nói về cái chiều nghịch. Bây giờ nói về chiều thuận là sao?
chiều thuận là biết nhân á, thì tức là không mê cái quả. Mình biết cái nhân thì không mê cái quả, nghĩa là sao? Nghĩa là thì mình sở dĩ hôm nay thí dụ được cái hưởng cái quả tốt, cái duyên lành tốt, không được ăn vui, nhưng mà về cũng không có sanh cái lòng kiêu mạn. Mình được phước được hưởng vui á thì tức là sao? Tức là biết rõ cũng là do cái nhân lành của mình trước là mình đã tạo thôi, chứ không phải tự nhiên nó có. Thì như vậy cũng không phải là mình giỏi ngay hôm nay á, được thông minh, được học giỏi là cũng không phải tự nhiên có vậy, cũng phải không phải mình hay hơn gì người ta nhiều, nhưng mà do cái buôn tập của mình đời trước là tạo những cái nhân lành tốt về cái trí tuệ, cho nên hôm nay được thông minh, được học giỏi. Thì như vậy biết như vậy á thì mình phải vun bồi thêm, tạo những cái nhân lành tốt để cho cái duyên tốt này nó tăng trưởng thêm, mà chứ còn không có vì đó mà gọi là cái sanh kiêu mạn, rồi cái thì có khi do cái kiêu mạn đó mà tạo thành những cái nhân xấu nữa. Thì như vậy gọi là sao? Thường gọi là có phước đừng nên hưởng tận, có phước thì biết phải biết vun bồi cái phước thêm nữa, chứ đừng có hưởng tận. Hưởng tận thì cái quả nó tới, cho nên biết bao nhiêu người giàu sang hoặc là địa vị cao, nhưng mà rồi có khi thì rồi nó cũng trong chốc lát thì thành nghèo hoặc là nó tuột xuống thấp, thì có gì để đáng mình gọi là kiêu mạn, không? Hiểu như vậy đó thì sao? Thì lo phải biết cái duyên tốt thì phải dung bồi thêm để mà được cái quả tốt thêm nữa. Thêm một cái điểm đáng lẽ thì gọi là hết giờ, nhưng mà có điểm này nó cũng rất hay để nói thêm chút nữa cho quý Phật tử nghe thêm. Tất nhiên là cái nhân quả đó nó sẽ trả lại cái quyền tự chủ cho mình đó. Chính cái lý nhân quả trả lại cái quyền tự chủ cho mình là sao? Biết rõ mọi cái khổ, mọi cái vui, không phải ai tạo, không phải ai đem đến cho mình, mà chính mình làm ra, phải không? Thì như vậy đâu có đổ trách nhiệm cho ai, không? Lấy lại cái quyền tự chủ của mình. Thì như vậy muốn làm, muốn được vui hay là muốn chịu khổ là mình có quyền lựa chọn con đường mình đi, chứ không ai lựa cho mình, không ai đem đến cho mình, phải không? Cho nên là trong kinh Pháp Cú á, thì Phật có dạy một câu này: tự mình làm điều ác thì tự mình sanh nhiễm ô, còn tự mình không làm ác á, thì tự mình thanh tịnh mình. Thì thanh tịnh không thanh tịnh đều do tự chính mình. Ai thanh tịnh cho ai? Nghĩa là mình làm ác tạo điều dữ, mình lo nghĩa là như vậy, mà cầu ai có thể làm cho mình thanh tịnh? Muốn mình thanh tịnh thì phải bỏ những cái điều ác, bỏ làm những cái nghiệp ác, những nghiệp dữ thì tự mình thanh tịnh. Còn cứ lo làm đó là cầu Phật mà ban cho mình cái thanh tịnh, Phật cũng chịu thua thôi. Thì như vậy là sao? Mình lấy lại có quyền, mình lấy lại cái quyền tự chủ của mình, thấy không? Nghĩa là cái này thì không phải nhờ Phật làm cho mình thanh tịnh. Thì như vậy mình có quyền định đoạt cho mình hoặc là khổ hoặc là vui, hoặc là thanh tịnh hoặc là nhiễm ô. Cho nên là trong kinh Lăng Nghiêm á, thì ngài A Nan mà khi mà ngài bị cái nạn ma đăng già, rồi ngài được Phật cứu trở về đó, ngài liền than, ngài khóc với Phật, ngài thưa với Phật, nghĩa là con nghĩ rằng con xuất gia theo Phật, không? Thì ỷ lại vào cái oai thần của Phật đó, hơn nữa là con cũng là em yêu của Phật nữa, thì chắc là ngài sẽ ban cho con chánh định, không phải nhọc nhằn tu tập gì. Nhưng bây giờ thì mới biết, tuy là học rộng nghe nhiều, nhưng mà nếu mà không có tu tập á, thì cùng với người chưa nghe của ông khác. Cũng giống như là nói ăn
thì chọn cũng không có no bụng, phải mình ăn mới được. Thấy không? Cứ nói ăn, nói món này ngon, món kia ngon mà không ăn thì đâu có no bụng được. Thì như vậy, thì để thấy sao? Nghĩa là dù cho là Phật nữa, ngài ăn ăn là em đó, thấy không? Nhưng mà Phật cũng không phải ban cho, mà phải mình tự tu thì mới có được cái kết quả. Xa hơn nữa thì Phật ngài còn chỉ ra cho mọi người á, ai ai cũng đều có đủ cái nhân để mà thành Phật, tức là cái nhân để mà giác ngộ, thấy không? Thì như vậy để cho mình thấy rõ, dù là chúng sanh hay dù là Phật, cũng ai cũng vậy, đều có quyền mình giác ngộ, chứ không phải cái giác ngộ này chỉ dành riêng cho Đức Phật thôi, mình không có phần. Mà cái này không phải vậy. Phật nói rõ, mọi người, ai cũng vậy, mọi tất cả chúng sanh cũng đều có đủ cái nhân giác ngộ, tức là đều có đủ tánh Phật. Tánh Phật tức là cái nhân để giác ngộ. Đó. Nhưng mà sao? Nhưng mà tại vì mình không có chịu. Mình cứ chạy theo cái nhân mê, tạo cái nhân mê không ạ? Cho nên rồi làm sao mà giác? Thì như vậy, tạo cái nhân mê thì mình làm chúng sanh, còn tạo nhân giác thì sẽ làm Phật. Thì như vậy còn cái quyền tự chủ nào hơn nữa? Mình có quyền làm chúng sanh, mình cũng có quyền làm Phật nữa. Thì như vậy quý Phật tử nghĩ coi có gì công bằng hơn, phải không? Cho nên nghe hiểu như vậy đó, thì để thấy rằng hiểu rõ như vậy rồi thì mình tu gọi là không có cái lầm nhân quả để mà tu hành, tức là tu hành không có lầm, tức là không có lầm cái nhân quả để tu. Thí dụ mình làm dữ rồi mình hại người hại vật, rồi muốn cầu thần thánh ban phước thì như vậy là trái nhân quả, phải không? Như là cái vị Bà La Môn mà trong kinh A Hàm Phật có kể đó, nghĩa là vị Bà Môn hỏi Phật, nghĩa là thí dụ như có người á, những người họ cầu nguyện, họ làm ác rồi họ cầu nguyện phạm thiên để mà được sanh về cõi đó, thì vậy có được không? Hoặc là những người mà làm lành rồi bị họ nguyền rủa để cho đọa, nhưng mà có đọa không? Thì Phật mới thí dụ, Phật không nói có hay không, Phật mới thí dụ cũng như là có một cái tảng đá, phải không? Tảng đá rồi bỏ xuống giếng á, thì vậy rồi một số người đông đứng ở trên đó rồi cầu nguyện cho tảng đá này nổi lên, nổi được không? Rồi ngược lại cái dầu, không? Dầu thì làm bình dầu á, làm nó lủng, nó bể, nó nổi trên mặt nước, rồi mình nguyền rủa cho cái dầu đó nó chìm được không? Thì như vậy để thấy rằng cái mình làm lành á thì không cầu về cái cõi tốt thì nó cũng về tới à. Còn làm dữ, cái nhân dữ á thì cầu cũng khó được. Hiểu như vậy thì cái tu của mình nó không có làm tạo cái nhân dữ mà lại muốn cái quả tốt thì khó. Đâu đó nó rõ ràng. Cái thứ hai nữa là tu giải thoát á, thì sao? Tu giải thoát thì nghĩa là có lo luyện cho cái thân này nó bền bỉ, nó sống lâu mà 500-700 tuổi không? Tu như vậy, thân này á, là cái thân vô thường, tạm bợ. Dù cho sống cách mấy đi nữa thì rồi nó cũng hoại à. Mà tu giải thoát mà lo bám giữ để mà luyện cái thân thì nó trái với cái nhân quả đó, giải thoát ra rồi, phải không? Bởi vậy cho nên ở trong sử Việt Nam á, ngài Thường Chiếu đó, ngài rất là can đảm, phải không? Nghĩa là khi ngài sắp tịch thì ngài từng nghi, ngài hỏi, nghĩa là mọi người khi mà đến cái thời tiết này á thì vì sao ai cũng đều phải theo thói tục mà đều chết hết, đến cái lúc cuối cùng rồi cũng đều phải chết hết. Thì ngài Thường Chiếu ngài mới đáp vậy chứ, ngươi nhớ được mấy người không theo thế tục?
Thì ngài Thần Nghi ngài mới thưa chỉ còn một mình Tổ Đạt Ma thôi. Thì ngài hỏi có những ngài có những cái đặc điểm gì, thì ngài Thần Nghi ngài mới nói một mình ngài đạp trên sóng trở về Tây, tức là theo cái chuyện. Thì ngài Thượng Chiếu ngài mới hỏi vậy chứ cái núi Hùng Nhĩ đó là cái nhà của ai? Núi Hùng Nhĩ tất nhiên là cái chỗ mà chôn á, nhà của ai? Thì ngài Thần Nghi ngài mới đáp đó chỉ là cái chỗ chôn chiếc giày ở trong hòm mà thôi, phải không? Thì ngài Thượng Chiếu ngài mới bảo lừa người lấy lợi, đứng đầu là Thần Nghi, tất nhiên đó là cái lừa. Nhưng mà ngài Thần Nghi ngài mới thưa đâu có thể nói Tống Vân truyền dối việc vua Trang Đế vật mộ thì sao? Thì ngài Thượng Chiếu ngài bảo một con chó lớn sủa láo, đó là câu chuyện mà bởi vì Tổ Đạt Ma thì thường ở trong sử cũng hay nói là ngài khi mà ngài tịch đó thì chôn ở trên cái núi Hùng Nhĩ, rồi thì sau đó ngài Tống Vân ngài đi sứ Ấn Độ trở về trên ngọn Thông Lãnh, thì ngài thấy ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma quải chiếc dài đi nghĩa là như bay như bay, thì ngài Tống Vân ngài mới hỏi ủa ngài chết rồi sao còn ở đây? Thì ngài mới chỉ ông mau về, chủ của ông là nghĩa là chán đời rồi đó. Thì như vậy thì ngài về ngài mới thì cái ông vua đó đã mất rồi, thì ông vua sau lên thì ngài mới thực lại, tức là đây gọi là vua Trang Đế đó. Thì ông mới cho quật cái mộ lên xem thì thấy trong đó nghĩa là chỉ còn có chiếc giày thôi. Thì đó là cái gọi là giống như là cái huyền thoại, cái truyền thuyết. Cho nên ở đây ngài nói như vậy thì Tổ Đạt Ma không có chết, không? Ngài còn sống trong đó có chiếc giày không đâu có ngài. Nhưng mà ngài Thường Chiếu ngài nói như vậy là một con chó lớn sủa láo, tức là sao? Nhiều khi mình nghe mà không kỹ thì mình dễ bị lầm, đó là như vậy. Nếu mà ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài không có chết thì ngài sao? Ngài còn giỏi hơn Phật nữa sao? Phật 80 tuổi ngài cũng nhập Niết Bàn rồi, không? Bữa nay mình ngồi đây đâu còn thấy Phật nữa. Thì như vậy Phật khi mà đến cái thời già hết cái duyên rồi thì Phật cũng bỏ thân này lại. Còn Tổ mà hơn Phật hay sao mà Tổ không chết? Cho nên là mọi người có cái thân này là cái thân vô thường thì tức là phải chết, phải bỏ lại. Còn cái chân thật đó thì nó là cái vô tướng ở trong, đó mới là cái thật. Còn lo luyện cái này cho nó sống lại dai cách mấy nữa thì rồi nó cũng phải hoại Chứ còn lấy luyện cái này để mà giải thoát thì nó trái với cái nhân quả giải thoát. Cho nên là ngài Thượng Chiếu ngài thấy rõ, ngài can đảm mà nhìn rõ cái sự thật như vậy, chứ còn không phải nghe theo cái tin đồn rồi ngài cái tin theo như vậy đó. Phải có trí tuệ thấy rõ như vậy, không? Thì cái việc đối với cái này nó có nhiều điểm, nhưng mà thời gian này nó rất là hạn chế rồi, cho nên nói một vài điểm mà cũng là căn bản để cho quý Phật tử nghe rồi nghiệm kỹ để ứng dụng. Nhưng mà mấy điểm này nếu quý Phật tử ứng dụng mà được ngay trong cuộc sống thì sao? Bớt khổ nhiều rồi, mà chẳng những bớt khổ mà còn mở sáng trí tuệ nữa. Bởi vì thấy rõ được cái lý nhân quả kỹ càng tường tận, không phải là một cái việc thường mà phải là cái bậc thứ gì thấy tường tận không lầm lẫn thì cũng là bậc thánh chứ đâu phải thường. Nhiều khi mình chưa phải thánh thì có khi thấy cũng còn lầm, không? Như là câu chuyện mà cái ông trong thiền sử hay kể là ông Tăng mà gọi là 500 kiếp đọa làm chồn đó, không? Là giảng, ông Tăng là giảng sư rồi đó, nhưng mà rồi cũng có khi lầm. Thì như vậy thấy rõ tường tận lý nhân quả không lầm thì đó là một cái bước tiến rất lớn, mở sáng trí tuệ cho mình rồi chứ không phải thường. Thì như vậy nếu mà có thời giờ thì khai triển rộng ra thì quý Phật tử mới thấy rõ nội một cái lý nhân quả này nó rất là vi diệu sâu xa, ứng dụng là có khi cả đời không hết nữa chứ không phải thường. Nhưng mà ở đây thì thời giờ hạn cho nên tóm tắt những cái điểm mà căn bản đó để cho quý Phật tử ứng dụng.
Cho nên để kết thúc á, thì tôi kết thúc lại bài kệ này để nhắc nhở. Tức là bài kệ của Ngài Hàng Sơn Tử, tức là Hàng Sơn Thập Đắc đó. Ngài nói rằng đời trước quá ngu si, chẳng được ngày nay ngộ. Ngày nay nghèo thế này, phải là đời trước tạo. Đời nay lại chẳng tu, thì đời sau vẫn như cũ. Hai bờ đều không thuyền, mênh mông khó cứu độ. Nghĩa là đời trước mình quá ngu si, cho nên đời nay nó không có được khai ngộ nè. Rồi đời nay lại nghèo như thế này á, thì là tất nhiên sao, là cũng do đời trước mà tạo. Rõ biết như vậy thì sao? Thì bây giờ đời nay mà không chịu tu nữa thì sao đây? Thì đời sau cũng như cũ rồi nữa. Thì vậy đời này đời sau đều không có cái chỗ để mình bám, để mình đưa, để mình qua các con sông khổ này. Cho nên gọi là hai bờ đều không thuyền, không có thuyền để đi qua cái bờ khổ này. Thì như vậy là cái biển khổ mênh mông không biết làm sao mà cứu độ được. Thì như vậy mong rằng quý Phật tử hiểu kỹ, tin sâu nhân quả, ứng dụng ngay trong cuộc sống, thì bảo đảm là cái đường tu mình không còn lầm lạc. Và tin sâu mà không thối chuyển thì có thể là quý Phật tử cũng là đang bước vào con đường là thánh nữa, nhưng mà gọi là đắc tu đạo hoàng không chừng nữa. Bởi vì tu đạo hoàng nhiều khi quý Phật tử nghe tưởng đâu là nó xa lắm, nhưng mà nó gần, thấy được cái lý chân thật rõ ràng, vững chắc không còn thối chuyển nữa, thì đã đang trên đường đi vào chứ không phải thường. Thì như vậy hôm nay có một cái ít điều để mà góp thêm trên cái tư lương tu hành của quý Phật tử trên con đường sống trở về với Phật pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.